Anh Tuấn đấy à? Ừ anh. Anh lại đến tìm Mai đấy à? Ừ. Mai chắc phải 15 phút nữa mới về cơ. Hay là anh vào nhà đợi Mai? Thôi, anh cứ ở ngoài này, em mặc kệ anh. Thế em vào nhá, cố lên đấy. Anh cũng mong là sẽ thành công vì anh lần này là lần thứ 3 rồi. Thôi cố lên, chịu khó một tí, em vào đây. Ờ. Mai. Ôi, anh Tuấn ạ. Anh sao em đi làm về muộn ấy? Vâng, có chuyện gì không ạ? Anh chỉ muốn tặng hoa em thôi. Vâng, em xin ạ. Mà Mai này, mình cũng biết nhau 3 tháng này rồi. Mình cũng tìm hiểu rồi. Anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để em làm người yêu của anh. Anh Tuấn, sao anh vội vàng thế ạ? Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại, câu trả lời của em vẫn là không đồng ý. Kìa Mai, nhưng mà... Anh về đi. Kìa... Mai! Này, thích người ta bỏ xứ ra được lại còn làm giá. Mà người ta cũng tỏ tình đến lần thứ 3 rồi còn gì nữa. Thì bây giờ chưa đúng thời điểm, nên là tao chưa đồng ý thôi. Đẹp trai nhá, lại còn công việc ổn định. Nhất định là ông ý lại còn thật lòng. Mày kiếm đâu ra được một người kiên trì như ông ý? Này, mày đang khóc thuê hộ ông Tuấn đấy à? Người ta bảo là quá tam là ba bận đấy. Sau này mà ông ý mà bỏ thì mày đừng có mà hối hận. Tao đố đấy. Bây giờ mình là con gái, mình phải làm giá một chút, kiêu một chút. Thế thì đàn ông người ta mới thích, hiểu chưa? Cành cao nó vừa thôi, trèo cao ấy là ngã đau đấy. Đấy, tao bảo rồi, làm sao mà bỏ được tao? Đúng, vâng, đồng ý người ta đi ạ. Ấy, tao xem với. Alo ạ. Alo, em à, em đang làm gì đấy? Đi dạo với anh một chút không? Đi dạo á? Dạ không ạ, em đang bận lắm nên là em không đi dạo được với anh đâu ạ. Tại hôm nay anh có chút chuyện buồn nên là muốn đi dạo rồi tâm sự với em. Dạ vâng vâng ạ, em chào anh ạ. Mày bị làm sao đấy? Không nghe thấy ông ấy bảo là đang buồn à? Mày chẳng biết cái gì cả. Người ta chỉ đang kiếm cớ để được gặp mình thôi. Thì gặp cũng được chứ sao? Đằng nào mày cũng thích người ta bỏ xu ra được lại còn. Thích thì thích, nhưng mà tao vẫn phải làm giá. Kìa, ông Tuấn gọi kìa. Tuấn nào? Vớ vẩn. Đây này. Ôi dồi ôi, tổng đài nhắn nhiều thế nhở? Sao mà người ta không chặn luôn mấy cái tin nhắn rác này đi? Mày chờ ông ý cái gì? Này, mày đừng có linh tinh liên thiên nhá. Tao nghĩ là tốt nhất mày nên gọi điện cho ông ý đi. Mẹ tao. Linh tinh. Tưởng ông Tuấn. Dạ mẹ à, con đây ạ. Dạ dạ, bọn con chuẩn bị ăn cơm ạ. Vâng ạ, con chào mẹ ạ. Mày suốt ngày linh tinh. Này bún bò Huế lắm. Bún đậu mắm tôm ngon hơn nhiều. Mai 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 mai. Hả? Ông Tuấn ấy sao ấy? Mày bỏ ra, tao xem con đấy là con nào nào. Thôi đi về đi, xong rồi hỏi ông ấy sau. Mày cứ buông tao ra. Đi về. Nghe tao. Lên xe đi. Lên đi. Mày cứ gọi điện hỏi ông ấy cho rõ đi, chứ cứ ở đây mà nghĩ linh tinh cái gì. Mà tao thấy ông ấy cũng chỉ ngồi uống cà phê bình thường thôi, cũng không có hành động gì thân mật cả. Đấy là bạn bè, đồng nghiệp hay là đối tác gì đấy thôi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc với tao nữa rồi. Thì chắc là người ta bận. Mà thôi, tốt nhất là mày cứ gọi điện hỏi ông ấy cho rõ. Tao mà phải chủ động gọi điện á, không bao giờ. Mình là con gái, mình phải có giá chứ. Giá? Giá chỉ để xào thịt bò thôi mày ạ. Ừ.
kìa. Ôi này, kìa. Mày ngủ ở đây mà ở ngoài này đấy à? Đây này, điện thoại đây này, thích thì gọi đi. Suốt ngày làm rổ làm giá, nấu con ruột. Đúng là đồ tồi. Sao đấy hả Mai? Ông Tuấn là đồ tồi. Tao sợ Khanh. Làm sao? Tao bắt gặp được lão Tuấn đón một người con gái khác rồi cài mũ bảo hiểm cho nó. Con bé đấy ngồi đằng sau lại còn vòng tay lên ôm thắm thiết. Rõ ràng là ông Tuấn đang mới nói yêu tao, nói thương tao. Thế mà tao vừa mới từ chối đã yêu người khác rồi. Đồn rồi. Mày không nên nói như thế đâu. Mày không yêu ông ý thì ông ý chả đi yêu người khác à? Lòng kiên nhẫn của con người ý cũng có giới hạn thôi. Thà là mày yêu ông ý mà ông ý làm như thế thì mày mới có quyền nói. Đây mày có đồng ý đâu. Này, mày là bạn tao hay là bạn của ông ý đấy? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, cứ nhất nhất là giữ giá cơ. Đấy, bây giờ mất cả một người tốt rồi đấy. Này, có người gõ cửa kìa, ra mở đi. Bạn tao mang đồ đến đấy, mở cửa hộ tao đi. Không, mày mở đi. Giúp tao một tí. Đồ tồi, anh còn đến đây làm gì? Anh đang vui vẻ bên người con gái khác cơ mà. Em phải bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Anh nghe thấy có người đang bực tức, cáu giận cho nên là anh đến xem tình hình thế nào. Anh đưa người ta đi cà phê, hai người cùng nhau xem điện thoại, rồi anh đến chỗ làm anh đón cô ta về, cải mũ cho cô ta, ôm eo nhau, tình vương. Em phải nghe anh nói đã. Cô ấy chỉ là em họ của anh thôi. Cô ấy vừa từ quê lên thành phố, bây giờ đi làm còn không biết đường xá, còn nhiều thứ cần phải anh chỉ lắm. Rồi công việc, rồi quán ăn quán uống này cũng phải giúp đỡ cho người ta chứ. Thế sao anh không liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện với em nữa? Anh xin. Vì anh cũng muốn thử xem là em có thật sự thích anh hay không. Nhưng mà hình như là anh có câu trả lời rồi. Anh tặng em bó hoa. Anh tặng em màu đen, chẳng thích. Đâu, hoa màu đỏ mà. Cái con bé Ngọc Anh này sao gì đi gói hoa màu đen bao giờ. Thôi được rồi, hôm sau anh sẽ bảo với cả cô bé là gói hoa màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu... Nói chung là không phải là màu đen nữa. Còn hôm nay thì em nhận tặng cho anh vui. Thôi, anh biết là em làm giá với anh. Nhưng mà... Mà thôi em cứ làm giá đi. Làm giá nhiều vào, anh sẽ mua hết, mua tất. Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh thôi. Thôi, nhận đi cho anh vui. Nhận. Cái gì lại cần công nhận. Chừa nhá. Chừa cái thói làm rổ làm giá đi. Suýt thì mất cả muối ngon đấy. Thích chơi không? Cảm ơn nhá.